Rất vui khi đã quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo này. Và trong video ngày hôm nay, những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn hay nhận được những cái thông báo khi các bạn là khóa màn hình mà nó hiện thông báo lên thì màn hình sẽ sáng. Thì điều đó có thể là nhiều bạn không thích, các bạn muốn có thông báo đến chỉ khi nào các bạn mở điện thoại, mở màn hình khóa lên hoặc là mở dùng thì các bạn mới cần đọc thông báo. Các bạn không muốn nó sáng màn hình khi có thông báo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái màn hình sáng khi có thông báo nhé. Ví dụ như các bạn đang để màn hình chế độ màn hình khóa như này, sẽ có một thông báo đến từ một cái ứng dụng nào đó thì màn hình sẽ tự động sáng đó như thế này, mà các bạn không muốn nó sáng lên để ví dụ các bạn đang làm việc hoặc là các bạn làm gì đó nó mất tập trung thì các bạn tắt đi, mình sẽ hướng dẫn nhé. Thì để tắt cái thông báo mà nó hiển thị khi có thông báo đến ở trên màn hình mà màn hình iPhone bật sáng lên như vừa rồi thì có hai cách như sau. Đầu tiên, các bạn có thể vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống, các bạn chọn ngay vào cho mình cái phần là chế độ tập trung ở đây đấy. Khi mà các bạn bật vào chế độ không làm phiền này, mình xin lỗi là không làm phiền nhé, các bạn để chế độ không làm phiền thì cái phần không làm phiền trong đó các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ tắt được những cái thông báo từ những cái ứng dụng mà các bạn cho phép đấy, không có thông báo đến từ những cái ứng dụng mà các bạn không được phép là nó thông báo. Thì cái phần này các bạn sẽ vào phần mục là không làm phiền, các bạn sẽ bật lên đấy. Tiếp theo là các bạn có thể làm theo cách thứ hai, các bạn vào cho mình phần cài đặt của máy này, các bạn chọn đến cái phần là thông báo nhé. Đây, phần thông báo ở đây này, đây mình xin lỗi, đây phần là thông báo, thông báo trên đầu đây, thông báo. Thì các bạn sẽ chọn những cái ứng dụng mà các bạn không muốn hiển thị, mình lấy ví dụ như mình chọn là Facebook chẳng hạn, thì tại đây các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần là màn hình khóa ở đây này, nó sẽ không được phép các bạn tích vào. Đấy, ok chưa? Khi mà các bạn tắt cái phần màn hình khóa này đi thì khi các bạn khóa màn hình, những cái thông báo từ những cái ứng dụng, những cái tất cả thông báo từ Facebook đến thì nó sẽ không được hiển thị nhé. Tiếp theo các bạn chọn cho mình những cái thông báo khác, ví dụ như là Messenger, các bạn cũng tắt đi. Đấy. Đó, khi mà các bạn tắt hết những cái thông báo trên màn hình khóa như thế này thì khi mà có thông báo đến nó sẽ không sáng màn hình và các bạn sẽ không xem được, và chỉ khi các bạn mở khóa lên thì các bạn mới có thể xem được những cái thông báo đó thôi. Tất cả những cái tương tự, những cái ứng dụng khác các bạn cũng có thể làm tương tự nhé. Đó là cách để các bạn có thể tắt cái màn hình sáng lên khi có thông báo của các ứng dụng trên điện thoại iPhone. Hy vọng các bạn thích video này và đừng quên, nếu các bạn thấy hay, nhớ cho mình một like và chia sẻ cho người thân biết nhé. Và những bạn nào lần đầu tiên cái kênh của mình, ủng hộ mình thêm bằng cách các bạn đăng ký kênh và bật hình chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào nhé.